Ok, xin kính chào quý anh chị nhà tư. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của em vào phiên dịch ngày 30 tháng 11 thứ tư ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng chính là cái phiên mà ấn định cho cái kết nến của tháng 11. Rất là đẹp các anh chị ha. Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục là một phiên tăng điểm, trong khi mà mọi thứ nó vẫn diễn ra một cách nó trong cái sự nghi ngờ của các anh chị nhà đầu tư. Và theo em thấy rằng là rất là nhiều anh chị nhà đầu tư cho rằng là thị trường chúng ta sẽ như nào ạ? Mà ngay cả bản thân em cũng vậy. Thị trường chúng ta nó sẽ có khả năng là nó sẽ chỉnh, đúng không ạ? Nhưng mà không ha các anh chị ha. Cổ phiếu nào khỏe thì nó vẫn tăng, và thậm chí là tăng rất mạnh, đúng không ạ? Còn nếu như mà những cái mã cổ phiếu mang tính thị trường, hoặc là những gặp lại những cái vùng cản ở những cái thời điểm trước đó, hoặc là đi lên trước so với lại thị trường chung, thì nó có yếu tố đó, nó chững lại cái đà tăng, hoặc là nó bắt đầu nó gặp những cái áp lực chốt lại nhất định khi mà về lại những cái vùng giá kháng cự mạnh của mình rồi. Đấy. Thì nhìn chung á, là hôm nay đến tận hôm nay thì thị trường ta tăng liên tiếp là khoảng tầm là 5 phiên rồi các anh chị. Tăng liên tiếp khoảng tầm là 5 phiên và đã đạt được một cái ngưỡng quanh cái ngưỡng vùng kháng cự là vùng 1060-1070 như Tuấn có nói đó các anh chị. Chúng ta thấy thì thú thật với các anh chị nhà đầu tư chúng ta rằng á, theo dõi qua kênh YouTube của Tuấn thì sáng nay Tuấn cũng đã báo với lại một số các anh chị nhà đầu tư, hoặc là những anh chị nào mà đã có hàng sẵn đối riêng với lại dòng chứng khoán, thì họ có thể là họ bắt đầu họ mình canh mình chốt khoảng tầm là 30 cho tới 50% những cái lượng hàng trong phiên sáng ngày hôm nay. Thực sự là chốt phiên buổi sáng nó cũng không có được ok cho lắm ha, bởi vì sao? Những cái tín hiệu buổi sáng nó gặp cái áp lực rung lắc mà mình view ngày hôm qua đấy, thì vô tình là mình lại bị chốt may mức ở cái mức gọi là khá là đau lòng trong ngày hôm nay. Đấy, chẳng hạn như là SSI thì mình canh là mình chốt ở quanh cái ngưỡng vùng giá trên 18.6 trong ngày hôm nay. Đó, mình canh mình chốt trên 18.6 chứ mình không có chốt dưới 18.6 các anh chị ha. Đấy, nhưng mà sau cuối phiên thì nó lại được kéo lên trên 19. Đó thì coi như là mình bị mất 30 cho tới 50% lượng ha. Đấy, quanh cái ngưỡng vùng 20 này là mình đã xác định rằng là đây chính là cái ngưỡng vùng cản mạnh của SSI. Mình bắt đầu mình cho những cái tín hiệu chốt lại ở đây dần. Đấy. Rồi khi mà nó như nào ạ? Nó sẽ có những cái yếu tố điều chỉnh và rung lắc thì mình sẽ cover lại sau. Đấy, thì tạm thời là coi như là mình đã chốt mất khoảng tầm là 50% các anh chị ha. Đấy, nhưng mà đã chốt cái giá gì không có được ok cho lắm, nói chung là dưới 19. Đấy. Thì tiếp theo sau đó rằng là thị trường chúng ta nó lại được đột ngột tiếp tục là gì nào, khoảng tầm là cứ hai phiên giờ gần đây là cứ khoảng tầm là 2 giờ các anh chị ha, khoảng tầm là 2 giờ là bắt đầu được kéo lên rất là mạnh. Đó, các anh chị ta thấy này, đây phiên ngày hôm qua khoảng tầm là 2 giờ là lại kéo lên rất là mạnh. À, các anh chị có thấy không ạ? Rồi sau cái nhịp ngày hôm qua thì tiếp nối hôm nay cũng tương tự vậy, khoảng tầm là 1:30 luôn chứ không phải là 2 giờ nữa, nó lại tiếp tục nó kéo lên. Nói chung là nó kéo vào gần cuối phiên chiều rất là hay. Đấy, nó khiến cho nhiều nhà đầu tư cứ nghĩ rằng là cứ cái tâm lý và cái tâm trạng là muốn điều chỉnh để mà mua vào ấy. Thị trường chúng ta em thấy là nó có một cái gì đó nó tương đối là ảo, nhìn chung là rất là ảo. Đấy, mặc dù biết rằng á, là đã có áp lực rung lắc rồi, như các anh chị đã thấy là cái đuôi của cái thanh ba này nó bắt đầu nó dài hơn cái đuôi của thanh ba ngày hôm qua, đúng không ạ? Thì tức có nghĩa là đầu phiên sáng nó cũng đã có những cái áp lực chốt lại nhất định, đúng không ạ? Nhiều nhà đầu tư vội vàng họ cũng chốt khi mà là hạn về, hoặc là nghe nhiều cái thông tin rằng là cũng lên những ngưỡng kháng cự rồi thì chốt lại. Đấy, như là vô hình chung nó như nào là nó có cái đuôi cái đuôi của cái thanh bài nó dài hơn cái phiên ngày hôm qua. Đấy, các anh chị mới thấy không ạ? Đấy, cho thấy được rằng là cái áp lực bán ra cũng là tương đối là có, và chủ yếu là cũng bán những cái mã cổ phiếu trụ các anh chị. Đấy, và những cái mã cổ phiếu đầu cơ trong phiên ngày hôm qua nó cũng là bùng nổ cái thanh khoản. Đấy, và nó cũng tạo ra một cái một cái phiên gọi là shut out. Đấy, thì không phải là cứ hết một cái phiên shut out thì nó sẽ là kết thúc cái sóng tăng, đúng không? Em cũng đã có nói rồi. Nó còn có thể tiếp tục nó đi lên nữa. Và khi mà cái lượng FOMO của những nhà đầu tư tham gia ở phần phía sau này bắt đầu lớn dần ấy, thì lúc đó chính là lúc đó chính là những cái vùng mà có khả năng là vùng đỉnh ngắn hạn của thị trường chúng ta. Đấy, nếu mà tính sương thôi ha, thì thị trường chúng ta đã tăng từ 870 cho tới nay là úi rồi, cũng được 20%, tương ứng với khoảng tầm là 175 điểm các anh chị. Nhanh không? Cực kỳ là nhanh các anh chị. Thị trường chúng ta này, nhìn qua chart tuần hoặc là chart tháng, hôm nay là kết thúc cái chart tháng luôn ha. Bởi vì sao em nói chart tháng hôm nay là cực kỳ là đẹp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đóng cửa trên mức giá thấp nhất của cái tháng trước. Tức có nghĩa là ở quanh cái ngưỡng vùng này, tức có nghĩa là đã được ấn định là cái vùng đáy của thị trường trong ngắn hạn rồi. Đây ha, các anh chị mà thấy là 960 thì theo em thấy là có khả năng nó vẫn sẽ có khả năng nó test lại trong khoảng thời gian sắp tới. Nhưng mà sao nó mang một cái ý nghĩa gọi là rất là tích cực cho thị trường chúng ta trong cái ngắn hạn này. Nó đã được xác định đây chính là cái vùng đáy rồi ha. Về cái việc mà nó có thể nó test sâu về lại vùng 900 hay là dưới 900 á, thì em nghĩ là khả năng cao là sẽ là không có đâu. Hoặc là nó sẽ hiếm cái trường hợp mà nó sẽ test tận sâu về lại dưới vùng 900. Bởi vì nếu mà test lại 900 ấy thì chẳng lẽ là một lần nữa nhà đầu tư tổ chức hay là những nhà tạo lập họ lại vứt những cái những cái lượng tiền mà đã mua ở những cái vùng giá cao 950 hoặc là vùng 1000 trong cái thời điểm vừa qua để mà cho các anh chị chúng ta xuống dưới đây để chúng ta mua lại với mức giá rẻ đúng không ạ? Không có đâu các anh chị. Mà nó đã thiết lập một cái đáy ngắn hạn đâu đó khoảng tầm là vùng có thể là quanh ngưỡng ở trên vùng 900 hoặc là như em nói là cái vùng điểm mà thấp nhất trong cái tháng vừa rồi nó đạt 960 thôi, thì tức có nghĩa đây chính là cái mặt bằng chung của cái giá đáy là khoảng tầm là 960 là đẹp nhất trong cái thời điểm hiện tại rồi các anh chị ha. Đó, cho nên rằng là cái việc mà nó có khả năng nó test về lại dưới cái vùng 900 là rất là thấp, là cái khả năng đó rất là thấp các anh chị. Trừ khi mà kinh tế vĩ mô của chúng ta nó có một cái biến số gì đó hoặc là có cái biến gì đó nó bất ngờ, nó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của nước ta ấy, thì lúc đó có thể là sẽ xảy ra. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại là theo đánh giá là gì ạ? Khó các anh chị, khó. Rồi, nói lại một lần nữa chính là gì ạ? Cái việc mà thị trường chúng ta đã tiếp cận được và chỉ trong vòng có khoảng tầm là 3 tuần, chưa tới được 1 tháng đúng không ạ? Chưa tới được 1 tháng mà đã tiệm cận lại được cái ngưỡng kháng cự ở quanh cái ngưỡng vùng 1060 là rất là tốt rồi. Đấy, thậm chí là em nói gì ạ? Có thể là thị trường chúng ta vừa về lại được ở vùng 1100 luôn. Đấy, mà cái đích đến nó chính là vùng 1100 cho cái nhịp sóng hồi này. Đúng không ạ? Ngưỡng kháng cự ở vùng 1060 có thể là chỉ là mũi thôi. Nhưng mà ở vùng 1100 á, thì nó chính là những cái vùng cứng cựa của thị trường chúng ta nha. Ở cái chặt tuần nó chính là một cái vùng cực kỳ là cứng cựa đấy. Trên vùng 1100 mà để mà vượt qua được ấy, hoặc là đóng cửa hoặc là tăng tiếp được qua cái ngưỡng vùng 1100, vùng 1140 á, làm cả một cái vấn đề đó các anh chị. Và thị trường chúng ta nó sẽ phải như nào ạ? Mất thời gian các anh chị ha, nó sẽ mất khá là nhiều thời gian đấy. Đó, cho nên rằng thị trường chúng ta trong cái nhịp của lần này đúng không ạ, nó đã là một cái gì ạ? Tiền đề và một cái đang là một cái thị trường kiến thiết cho những cái giai đoạn phía sau nha. Nó sẽ kiến thiết cho những cái giai đoạn phía sau và nó sẽ cần cái thời gian mà tái tích lũy trở lại sau một cái đà rơi đâu đó khoảng tầm là 6 tháng 6 tháng kể từ cái lần mà hồi phục gần nhất. Đó đấy, là nó sẽ tái tích lũy trở lại trong vòng là khoảng tầm là ít nhất phải là 6 tháng. Đây giống như cái đoạn này nè các anh chị. Giống như những cái giai đoạn mà mới rơi như thế này này, cái việc mà phục hồi đi lên hình chữ V nó cũng mang một cái gì ạ? Tính chất đầu cơ rất là lớn. Nhiều mã cổ phiếu như thế nào? Nhiều mã cổ phiếu cũng đã giảm xà 70, 80 thậm chí là 90%, mà hiện tại thì cũng đã phục hồi lại được bao nhiêu ạ? Có mã cổ phiếu 50%, có mã cổ phiếu là cả hơn 100% như là L14 chẳng hạn. Đấy, nó rất là kinh khủng. Hay là sell hay là DIX cũng là trên 50%, hay thậm chí là cả là HPG cũng phục hồi từ vùng đáy giá 12 đi lên là hiện tại là cũng là như họ cũng là 50% rồi. Thế thì lên đây mà để mà khuyến nghị cho các anh chị chúng ta mua mới hoặc là mua đuổi á, thì thật sự là không có gì ạ. Thật sự là một cái việc mà các anh chị chúng ta cần phải xem xét lại. Không thể nào mà chúng ta mua đuổi ở cái thời điểm hiện tại nữa, mà chúng ta chỉ là canh mà bán ra thôi các anh chị ha. Đấy, lưu ý là như vậy. Bởi vì cái mức mà 50% ở mặt bằng chung các cái mã cổ phiếu nó đã phục hồi rồi ấy, thì cổ phiếu nào yếu hơn thì có thể là chỉ là 30 hoặc là 40% thôi. Đấy, nếu mà thật sự mà anh chị nào mà không kiếm được trong cái hai cái tuần vừa qua đấy, thì thật sự là cũng là hơi đáng tiếc cho các anh chị chúng ta ha. Bởi vì các anh chị chúng ta đang bị một cái tâm lý gọi là bị sợ. Cái thứ hai gọi là bị như nào ạ? Bị nghi ngờ ấy, nghi ngờ về cái việc mà đi lên của thị trường hoặc là đi lên của cổ phiếu. Nhưng mà một khi mà đã có những cái tín hiệu đảo chiều, hay là một khi mà đã có những cái gì tín hiệu mà cổ phiếu nó cho thấy cái sự tăng giá của mình, là em cũng đã báo với mọi người rất là nhiều thông qua kênh Tuấn RMIT Invest rồi đúng không ạ? mã cổ phiếu nào tích lũy được và có khả năng là yếu tố là đầu cơ cao. Chẳng hạn như em cũng nói là dòng bất động sản nó sẽ đi lên theo hình chữ V, bởi vì sao ạ? Một cái lượng lớn, một cái lượng lớn cổ phiếu, nào là chủ tịch bị giải chấp này, rồi lãnh đạo bị giải chấp này, các kiểu, đúng không ạ? Cho nên là nó xuống như thế nào thì nó có thể nó hồi lại được theo cái hình chữ V như thế ấy. Nhưng mà sao ạ? Cũng chính là những cái cơ hội để cho các anh chị nhà đầu tư chúng ta như nào cơ cấu ra, đúng không ạ? Những nhà đầu tư nào mới và được cầm tiền đứng ngoài thì đó chính là những cái cơ hội lớn. Còn đối với lại các anh chị nhà đầu tư mà bị kẹp hàng á, thì lại là cái cơ hội cho các anh chị ta cơ cấu ra. Nhìn cái đà rơi như thế này của các anh chị chúng ta thấy là những nhà đầu tư vẫn còn kẹp hàng ở những cái vùng giá phía trên này, hay thậm chí là trên này đã về bờ đâu, đúng không ạ? Đã về bờ đâu, hoặc thậm chí là có còn tiền đâu mà để mà mua vào. Đấy, hoặc là thậm chí là nhốt ở trên này thì thôi khỏi nói luôn, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nhìn vào cái trong cái ngắn hạn thì nếu mà các anh chị nào mà đứng ngoài mà chúng ta sẵn tiền, chúng ta cầm, chúng ta tham gia đấy, thì chúng ta lãi được bao nhiêu? Khoảng tầm là 50% nếu mà các anh chị chúng ta mà đã mua được những cái cổ phiếu này đó, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà sao? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu nó đi lên mang cái tính đầu cơ rất là cao. Chẳng hạn như cái nhịp trước phục hồi của DIX, đúng không ạ? Cũng đã phục hồi được một đoạn khoảng tầm là 50% rồi, sau đó nó quay về, nó gãy ngược trở lại, nó gãy sâu hơn những cái điều như vậy nữa. Đấy, thì nếu mà tính ra nha, thì là như nào ạ? DIX nó đã có khoảng tầm là đủ 3 nhịp rơi. Đấy, nhịp rơi số 1 này. Đấy, nhịp rơi số 1 này. Đây ha, các anh chị sẽ thấy là nhịp rơi số 1 đây, nhịp rơi số 1 này, hồi lên này, nhịp rơi số 2 này, hồi lên nhịp 2 và đây là cái nhịp rơi số 3. Thì tức có nghĩa là quanh cái ngưỡng vùng này nó đã đủ như là khoảng tầm là 3 nhịp rơi rồi, đúng không? Thì bắt đầu đây nó sẽ lên được nhịp 1, nó sẽ chỉnh lại, sẽ lên được nhịp 2, sau đó nó sẽ chỉnh lại và sau đó nó sẽ lên được một cái nhịp 3 nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng là cái điều đó là một cái điều mà mang cái tính đầu cơ rất là lớn nha, nó mang một cái tính đầu cơ rất là lớn. Đấy, nhưng mà nó cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất là nhiều. Đó, các anh chị chúng ta thấy không ạ? Cho nên rằng là cái việc mà mong mà nó đi từ vùng giá 10 mà nó đi lên theo đúng 3 nhịp ở trong những cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ phải như nào ạ? Hấp thụ này, hấp thụ rất là nhiều những cái lượng cung mà đã bị kẹp ở những cái vùng đỉnh trước đó, hoặc là những cái lượng nhà đầu tư như là bắt đáy. Đó là cái vấn đề rất là như nào ạ? Nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Như các anh chị chúng ta thấy là để mà set up một cái trận đánh từ cái vùng giá, ví dụ từ vùng giá 20 cho tới cái vùng giá lên 100 như đích trong cái năm vừa rồi đấy, thì nó cũng sẽ mất một khoảng thời gian cực kỳ là lâu. Nó tích lũy từ 18 tháng 1 cho tới tận là 2 tháng 8. Nhưng mà trước đó là cái để mà kiến thiết cho một cái nhịp sóng lớn hơn như thế này thì nó cũng đã tích lũy bao lâu à? Nó đã tích lũy từ năm bao nhiêu? Từ năm 2018 cho tới tận là năm 2020. Đấy, đúng không ạ? Các anh chị chúng ta hình dung là nó sẽ mất cực kỳ là nhiều thời gian để nó set up một cái trận đánh lớn. Các anh chị ta cũng nhìn vào đây, những cái năm mà 2014, 2015 nó cũng là một cái gì giai đoạn là kiến thiết và tích lũy cho một cái con sóng cho năm 2017, 2018 đi lên rất là mạnh. Đó, các anh chị ta thấy không ạ? Đây, nó cũng như nào, nó cũng tiếp tục tạo ra một cái nền ngắn ở trên vùng phía bên này. Đấy, thì khi mà nó rũ bỏ này thì tức có nghĩa là trong cái nhịp này này, đấy, trong cái nhịp sắp tới này, đây chính là những cái vùng có thể là vùng đáy dài hạn, hoặc là cái vùng giá set up lại cái vùng giá kiến thiết của cổ phiếu đi chẳng hạn. Đây ha, từ ví dụ như ở nhịp này cái vùng đáy của nó này, nó cũng phục hồi từ đây lên đây được khoảng tầm là 45-50%, bắt đầu nó sẽ đi ngang trong cái biên này một khoảng thời gian rất là lâu. Có thể là 2 năm hoặc là 3 năm gì đó, để mà sao à, để mà nó hấp thụ các anh chị, để mà nó hấp thụ lại những cái lượng cung. Mà thậm chí là ở thời điểm hiện tại như các anh chị có thấy là cái volume nó càng ngày càng lớn và càng nhiều có biết cái độ lái nó nhiều hơn thì sao ạ? Thì như nào ạ? Hoặc là những lượng nhà đầu tư họ cũng đã gia tăng dần lên rồi, thì cái khoảng thời gian để mà nó tái tích lũy trở lại thì nó cũng sẽ mất tương tự như vậy, thậm chí là hơn. Thì nó có thể như nào? Nó phục hồi từ ví dụ như vùng giá 10 cho lên được vùng giá 15, 16 thì bắt đầu lên đây này. Em nói cái này là em nói theo cái quan điểm là giờ theo kinh nghiệm của em, thì sau một cái phiên mà check out ngày hôm qua của DIX ấy, thì cổ phiếu này nó sẽ không lên được quá thêm 2 phiên nữa. Tức có nghĩa là nó lên được khoảng tầm 2 phiên nữa là chắc chắn nó sẽ chỉnh, nó giảm thôi nha. Mọi người sẽ coi được là có phải là cái lời em nói nó có đúng không. Nếu như mà trong vòng là 2 phiên tới nó vẫn có thể là nó tăng tiếp được, nhưng mà đến phiên thứ 3 của sau cái ngày hôm nay chắc chắn rằng là DIX nó sẽ giảm ha. hoặc có thể là sau cái nhịp đó nó sẽ giảm rất là sâu, thậm chí là thị trường chúng ta nó có thể nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh. Ấy nên là khúc này là cái khúc mà chúng ta cần phải tỉnh táo nha các anh chị, chúng ta lưu ý như vậy giúp em được chưa đó. Thì đây nhìn lại một lần nữa thì DIX á, nó ví dụ như chẳng hạn nó nói tiếp cho các anh chị chúng ta này, có thể nó sẽ tạo ra một cái vùng gì, một cái vùng sideways đó, nó cũng giống như ở vùng này đi, chẳng hạn như vùng 16.6, nó chính là cái gì vậy? Cái cản rất là lớn và là cái vùng lấp lại cái gap down ha, thì nó có thể nó lên được tới đó và bắt đầu nó như nào, nó đi sideways trong cái ngưỡng vùng này này các anh chị. Bắt đầu nó đi sideways, ví dụ chẳng hạn như là bắt đầu nó sẽ sideways từ thời điểm là tháng 11 cho tới tận là tháng 11 2024, thì nó sẽ set up xong một cái trận đánh để mà nó có thể nó đánh một cái nhịp nào đó đây, chẳng hạn như nó đánh một cái nhịp nào đó, nó cứ lên trồ sụt như vậy, rồi sau đó sẽ đánh set up lại một cái trận đánh lớn, có thể là x3 x5 gì đó không biết được. Nhưng mà chắc chắn rằng là nếu như mà nó đi theo những cái sự gì ạ, sự lặp lại của lịch sử, sự lặp lại của lịch sử và cái sự mà vận động của cổ phiếu, hoặc là nó luôn có cái gì ạ, cái chu kỳ đó đây này, một cái chu kỳ tích lũy này, chu kỳ tích lũy đè giá đúng không, đây này, chu kỳ đè giá xong này, phân phối xong ha, đè giá và tái tích lũy trở lại trong vòng 2 năm. Thì cổ phiếu nó cũng đi lên trong vòng khoảng tầm là 2 năm, thì sau đó là như nào, nó phân phối xong thì nó cũng sẽ phải tái tích lũy trở lại. Các anh chị chúng ta đúng không ạ, phân phối xong đè giá này, đè giá xong thì tái tích lũy trở lại các anh chị. Hiểu một cái đơn giản về cái chu kỳ như vậy thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là nó sẽ phải mất thời gian rất là lâu. Còn ở thời điểm hiện tại để mà đánh lướt sóng ở những cái nhịp này này, thì ví dụ như là đã đạt được từ cái vùng đáy đi lên là giá 10 mà lên được khoảng tầm giá 16 hoặc là giá 17 là nó là quá là khủng khiếp ở thời điểm hiện tại rồi, bởi vì mang cái tính chất đầu cơ lớn, dòng tiền lớn ha. Đấy, và cả cái đoạn trước là nó cũng rơi khủng khiếp quá, thì những cái nhịp mà nó bật lên như thế này là cũng là hết sức bình thường, và nó gì là cho thấy những cái lượng nhà đầu tư đầu cơ rất là lớn trên thị trường đó, đúng không ạ? Hay như con sell cũng vậy, con sell thậm chí nó mất thời điểm là nó mất thời gian còn lâu hơn cả con DIX nữa, các anh chị cũng thấy đúng không ạ? Đây, nó cũng set up những cái trận đánh ngắn ở đây này đó, nhìn nó cũng set up những cái trận đánh ở đây này, các anh chị mà thấy không ạ? Nó cũng đi ngang, nó rũ bỏ, nó tái tích lũy trở lại và kiệt cung này đó, bắt đầu nó kiệt cung này, bắt đầu ở đây là những cái lượng gì ạ, những cái lượng hàng họ đang trao tay nhau này, mọi người thấy không ạ? Trao tay nhau này, bắt đầu nó set up một cái trận đánh tại cái vùng giá nền ở đây là vùng giá chính, thì bắt đầu nó đánh lên này, bắt đầu đánh lên từ cái vùng giá chính này lên này, đâu đó được khoảng tầm là 70% đó, các anh chị thấy không ạ? Sau đó là nó gì ạ, nó phân phối, xong rồi bắt đầu nó rủ hàng và bắt đầu nó gì ạ, đè giá đó, thế các anh chị thấy không ạ? Rồi bắt đầu nó cũng phải sẽ như nào ở khúc này thì nó hơi bo cung rồi, ở khúc này là bắt đầu nó hơi bị xào nấu này, nhưng mà nếu mà tính đúng ra thì nó cũng có một cái giai đoạn tái tích lũy ngắn lại ở đây, các anh chị có thấy không ạ? Còn khúc sau này là cái dòng tiền được hô hào rất là nhiều, hoặc là được thuê đội lái đánh đó, các anh chị có thấy không? Nhìn chung là nó cũng phải có gì thời gian tích lũy thôi đấy, kiểu gì nó cũng sẽ phải mất rất là nhiều thời gian tích lũy đấy. Nếu mà các anh chị chúng ta hình dung như này, nếu mà cổ phiếu nó tích lũy được từ 3 tới 6 tháng thì cổ phiếu nó cũng sẽ đi lên được đâu đó khoảng tầm là từ 3 cho tới 6 tháng. Đấy, đó là những cái nhịp mà có cái sóng ngành nữa thì nó sẽ còn mạnh hơn nữa. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Thì ở thời điểm hiện tại thì sell nó cũng tương tự vậy. Đó, sell thì hiện tại em thấy là nó cũng đã bắt đầu gặp lại những cái cản cứng, cản kinh khủng rồi. Ở cùng lắm là nó có thể lên được thêm khoảng tầm là 2 nhịp nữa. Hoặc là nó sẽ đi lên được nốt theo thêm một cái tuần sau nữa thôi. Đâu đó sẽ là cái vùng giá gì, cái chặt tuần là sẽ là ngưỡng ở vùng 21.5 cho tới vùng 22 sẽ bắt đầu là thấy gì ạ, một cái áp lực chốt lại lớn đối với lại là sell. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Đó, về cái mặt bằng chung thì thị trường chúng ta nó cũng đã gặp rất khá là nhiều cái lực cản ở phần phía trên đây rồi. Thì cái nhịp này nó có thể vẫn sẽ lên được vùng 1001. Đấy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ rất là khó để mà vượt được 1001 trong những cái giai đoạn sắp tới. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Về cái việc mà kéo cũng rất là thốc lên như thế này này, rất là nhiều nhà đầu tư họ cũng đã có như nào em cũng thấy được cái sự bỏ lỡ cái cơ hội. Đối với lại các anh chị nhà đầu tư thì hy vọng rằng nếu mà các anh chị chúng ta muốn đồng hành cùng với Tuấn để mà không bị bỏ lỡ những cái cơ hội như vậy á, thì các anh chị chúng ta có thể hãy liên hệ với Tuấn qua cái số Zalo ở đây ha. Cái số Zalo ở đây thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta và tư vấn chi tiết cho các anh chị chúng ta những cái điểm mua, điểm bán để mà chúng ta kiếm được, thật sự là rất là muốn gỡ lại được cho các anh chị nhà đầu tư đấy, bởi vì chúng ta đã mất quá là nhiều rồi mà bây giờ chúng ta phải như nào phải chớp lấy những cái cơ hội như thế này và mà ăn được một cái Tết ngắn đi đấy, chứ không là coi như là mất rồi mà bây giờ mà chúng ta cái tâm lý của chúng ta lại sợ hãi, rồi chúng ta lại bỏ lỡ nữa, thì lúc đó là các anh chị chúng ta sẽ rất là dễ bị rơi vào cái trạng thái gọi là nản và bị mất cái niềm tin. Và một khi mà bị mất cái niềm tin mà rút ra khỏi thị trường rồi á, thì lúc đó là các anh chị chúng ta coi như là thua rồi. Và theo em thấy thì nó cũng lặp lại một số những cái trường hợp vào những năm 2008, 2009 vậy. Ở một lượng lớn nhà đầu tư họ cũng bỏ đi rồi, sau đó họ như nào họ cũng quay lại năm 2018 đúng không ạ? Đấy, rồi lại dính ngay cái đọt cái mỗi khi mà muốn có ý định mà quay lại á, thì lúc đó là những cái lúc mà ngay cái đỉnh đấy các anh chị, nó ngộ vậy đó. Nên là các anh chị chúng ta lưu ý. Rồi nãy giờ thì mình cũng đã nói về tình hình cũng như là những cái mà chia sẻ những kiến thức cho các anh chị nhà đầu tư rồi, thì bây giờ mình quay trở lại đối với lại là các cái mã cổ phiếu để review cho các anh chị chúng ta, được chưa? Rồi tiếp theo này, dòng ngân hàng là cái dòng mà em thấy là một mã cổ phiếu nó rất là trâu bò, chẳng hạn như là BID. Hôm nay BID nó vẫn tiếp tục, nó vẫn có thể là nó tăng được thêm. Hôm nay là nhìn chung là bị giảm nhẹ lại đấy, chứ mà mức cao nhất là nó đạt được khoảng tầm là 42 các anh chị ha. Đấy, thì khi mà nó vượt ra được khỏi cái gì cái vùng sideways trong cái biên ở đây này, ở mọi người thấy đúng không ạ? Thì bắt đầu nó có thể nó chạy một cái đoạn mà nó đánh vượt ra được khỏi cái ngưỡng này. Nó giống như cái giai đoạn mà khi mà khi mà nó đánh vượt ra được khỏi bất kỳ một cái, giống như là em cho đây là cái đường ray đi. Lúc mà một mã cổ phiếu nó đánh vượt ra được khỏi cái đường ray này á, thì khả năng cao nó sẽ quay đầu. Khả năng cao nó sẽ tạo ra những cái lực FOMO, và khi đó nó sẽ rất là dễ quay đầu trong một cái thời gian ngắn sắp tới. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Cho nên là chúng ta chỉ như nào, là chúng ta chỉ nên canh như nào, canh lúc cổ phiếu nó hưng phấn thì chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt lại. Bởi vì những cái chạc tuần á, thì những cái vùng giá ở trên vùng 42, 44 ở đây này, hoặc là 45 ở đây này, rất là khó để mà vượt. Và nó cũng cần cái thời gian nó tái tích lũy trở lại. Thì nếu như mà tính ra thì nó cũng có một cái giai đoạn nó tích lũy á, nhưng mà nó bị lỏng các anh chị ha, tích lũy nó bị lỏng. Cho nên là cái thời điểm bây giờ để mà chốt lại, canh chốt lại là cứ chặn lại đối với lại là BID. Nếu mà đối với em thì em sẽ chặn lại ở quanh cái ngưỡng mức ở vùng 40.5, tức là quanh cái vùng đỉnh trước của cổ phiếu, hoặc là 40 cũng được. Nếu mà mất 40 là các anh chị chúng ta nên canh, chúng ta chốt ra, được chưa? Đó. Rồi tiếp theo này, ACB cũng đã bắt đầu gặp lại những cái vùng cản rồi. Vùng này có thể là vùng này là nó chưa cứng, hoặc là nó sẽ tái tích lũy đi ngang các anh chị. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, nếu mà đã có những cái tín hiệu mà đã như nào gặp áp lực chốt lại, hoặc là áp lực mà hoặc là có tín hiệu nó tích lũy trở lại rồi, thì các anh chị chúng ta không nên mua nữa mà canh. Có thể là nếu mà có vị thế tốt ở vùng phía dưới á, thì các anh chị chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được, không có vấn đề gì. Nó có thể nó đi ngang, nó tích lũy, nó hấp thụ lại những cái lượng cung ở vùng kháng cự này, để ở cái phần phía sau khi mà thị trường chúng ta quay đầu lại, hoặc là chúng ta tiếp tục đi lên được á, thì nó sẽ tiến ra được cái vùng kháng cự xa hơn. Tức có nghĩa là quanh cái ngưỡng ở vùng 24, 25. Đó. Rồi CTG cũng tương tự vậy thôi, lên gặp lại cái ngưỡng kháng cự cứng ở vùng tháng 8 rồi. Cổ phiếu nó cũng phục hồi đi lên một cái giai đoạn khá, và nó cũng biến động tương đối là lớn. Những cái biến động và volume tương đối là lớn. Lên đây thì chắc chắn rằng là một lượng nhà đầu tư họ cũng kẹp ở vùng này, là họ bắt đầu họ tranh thủ họ ra rồi. Và cũng như là những cái nhà đầu tư nhà đầu tư ở vùng phía dưới đây bắt cổ phiếu có lãi thì họ sẽ bắt đầu họ ra hàng thôi. Đấy. Các anh chị chúng ta lưu ý những cái vùng như thế này là những cái vùng mà chốt ngắn hạn tương đối là đẹp, để mà tránh cho cái việc là nếu mà các anh chị chúng ta mua cao ở những cái vùng trên này á, là chúng ta đã bị sai cái điểm mua. Đấy ha các anh chị ha. Rồi Liên Việt cũng tương tự vậy, Liên Việt cũng cùng lắm là lên được khoảng tầm vùng 12 thôi. Liên Việt cùng lắm là lên được khoảng tầm vùng 12 thôi, nó sẽ không có vượt được, hoặc là nó sẽ chớm nó vượt được nguồn giá 12, nhưng mà cái việc mà nó vượt chớm qua nó cũng sẽ quay đầu nó lại. Đó, các anh chị chúng ta lưu ý ha. Đấy. Rồi tiếp theo này, MB này, MB cũng gần như là đạt được quanh cái ngưỡng vùng 18 rồi. Đây các anh chị chúng ta thấy cái vùng 18 này là một cái cản rất là cứng của MB. Đấy, để mà nó vượt lên được đây thì nó sẽ phải tích lũy lại thôi, bởi vì nó mới có tạo một cái đáy ở đây này, và phục hồi đi lên luôn. Thì nó sẽ phải tái tích lũy ở vùng này, ở quanh cái ngưỡng vùng 17 cho tới vùng 18 thì nó sẽ phải nên tích lũy lại ha. Chứ mà nó muốn vượt thì nó sẽ mất thời gian để nó hấp thụ thôi các anh chị. Đó. Nó có hai cái dạng. Một là nó sẽ hấp thụ là một cách là nó đi ngang. Hai là nó sẽ như nào, nó quay về nó test đây nó rũ bỏ các anh chị. Nó chỉ có hai cái kiểu đó thôi. Còn cái việc mà nó đi lên tiếp luôn rồi nó mới gì nào, nó mới test lại, thì lúc đó nó sẽ phải cần một cái lượng tiền lớn để mà nó vượt qua được cái ngưỡng vùng này. Nhưng mà chẳng ai dạy gì mà đánh lên cho các anh chị chúng ta chốt xong rồi lại quay về ngược trở lại để mà tái tích lũy đâu. thường là một là nó đi ngang, nó rũ bỏ, hai là nó như nào, nó rũ bỏ bằng cách là nó điều chỉnh, thế thôi đó. Chứ không có lái nào mà khô mà tới nỗi mà nó đánh vượt lên rồi sau đó như nào mà cho các anh chị chúng ta chốt lại rồi sau đó là nó tái tích lũy. À, chỉ có lái mà rất là nhiều tiền thì nó mới làm như vậy thôi. À, hoặc là nó có cái vị thế rất là tốt ở vùng giá phía dưới thì nó mới làm vậy. Còn riêng với nhóm ngân hàng á, thì em thấy nó khó có lòng nào mà nó đánh kiểu được kiểu đó cho các anh chị chúng ta lắm. Đó. Đây này, giống như cái giai đoạn này này, các anh chị chúng ta thấy nó cũng đánh lên một cái giai đoạn nhất định, đúng không ạ? À, nhưng mà nó có đi, nó cũng có đi ngang, nó tích lũy không? Nó rủ lại cho các anh chị chúng ta rớt hàng cái rồi sau đó nó mới đi lên. Đấy. À. Chứ mà đâu có rảnh mà để mà đánh vượt lên tên trên này rồi sau đó là đi ngang cho các anh chị ta ở đây đâu, lúc đó là như nào ạ? Khá là khó đó. Rồi chạy tiếp theo này, STB hôm nay cũng lên được vùng giá 20, cũng chính là ngưỡng vùng cả target mà mình cũng đạt được ở cái mức số 1 rồi đấy, bởi vì đây là cái vùng đáy trước đó bị thủng này đó, thì lên đây cũng là một cái mốc mà để mà các anh chị chúng ta có thể lưu ý, chúng ta canh, chúng ta chốt lại dần ở những nhịp sắp tới. Còn một cái điểm số 2 nữa đó chính là cái gap ở cái ngưỡng ở vùng 21.4 21.5 này này, là một cái địa điểm chốt lại số 2. Các anh chị ha, chúng ta có thể lưu ý hai cái mốc này. Đó. Rồi tiếp theo Techcombank, hôm nay Techcombank thì lại đóng cửa cao nhất phiên nha. Techcombank này các anh chị chúng ta thấy là Tuấn cũng đã khuyến nghị với các anh chị chúng ta trên kênh YouTube, đúng không ạ? Ở một khi mà cổ phiếu này các anh chị chúng ta thấy lên này, gặp ngưỡng cản này, kháng cự này, đúng không? Nó có rũ bỏ nhẹ về lại, nó test lại cùng một chút xíu này, vốn cạn kiệt này. Đấy, Tuấn mua đúng ngay cái phiên này luôn các anh chị. Đấy, Tuấn đã mua trước trong phiên này, nhưng mà trong room khách hàng thì Tuấn khuyến nghị phiên này. Đấy, và cứ thế là mình nắm giữ thôi. Thì hiện tại nếu như mà tính theo room khách hàng thì mình đang lãi đâu đó khoảng tầm là 12%. Đấy, và hôm nay mà nó vượt được như thế này mà nó dòng tiền nó vẫn vào tốt như thế này á, thì Tuấn nghĩ là nó có thể nó về lại được đâu đó là khoảng tầm là vùng giá 27.5 cho tới vùng 28. Thì Tuấn sẽ canh. Tuấn kia ở đây là một cái chạc gọi là hai đáy lớn các anh chị ha. Đấy, nó bắt đầu nó đi lên sau với lại những mã cổ phiếu khác, nhưng mà bắt đầu nó đã có gì hình thành nên một cái khả năng tăng giá rồi. Đấy, hình thành nên một cái khả năng tăng giá rồi, thì Tuấn hy vọng là ví dụ như vùng này này, từ đáy xuống đây là khoảng tầm là 20%, thì ví dụ như mà mình mua được ở đây mình cược thì mình có thể là mình đánh break được khỏi cái vùng này, thì có thể là sẽ cùng lắm là nó sẽ lên được khoảng tầm là cũng 20%. Tức nghĩa là có thể là cái nhịp sóng hồi cuối này của Techcombank đó, nó sẽ lên được đâu đó khoảng tầm vùng giá 30, 31, thậm chí là 32 các anh chị ha. Đấy, nhưng mà trước tiên thì thôi mình nghĩ là nó sẽ lấp lại cái ngưỡng ở vùng 27.5 cho tới vùng 28 trước, thì hy vọng là vậy nha. Đấy, mình cũng không mong nó lên nhanh đâu, mình chỉ cần nói gì nào nó lên chậm mà nó chắc là được rồi. Đó. Rồi tiếp theo này, hôm nay có tín hiệu của VIP cũng phục hồi những mã cổ phiếu mà như nào ạ? Anh cũng nha nói luôn với các anh chị chúng ta rằng là Tuấn thấy như nào ạ? Cái dòng tiền mà nó tìm đến những cái mã cổ phiếu nó chưa tăng. Đây này, ngoài ra thấy hôm nay dòng tiền đang tìm tới những cái mã cổ phiếu nó chưa tăng, nên cũng phải đề phòng. Đó. Thì có nghĩa là sao ạ? Một khi mà những mã cổ phiếu như những mã cổ phiếu đầu cơ như DIX, SEL rồi dòng chứng khoán rồi các thứ nó phục hồi lên một cách gọi là rất là tốt từ những cái vùng đáy 30 50%, thì những mã cổ phiếu này á, các anh chị chúng ta thấy là trong cái giai đoạn vừa rồi nó mới chỉ có phục hồi lại đó khoảng tầm có 15% đi chẳng hạn, hoặc là đâu đó khoảng tầm là 20% đi chẳng hạn, thì mọi người nghĩ rằng là cái dư địa của nó phục hồi nó vẫn còn chưa có được nhiều, thì họ sẽ lao và họ mua những mã cổ phiếu như thế này đó, chẳng hạn như VIP, có VIP này, hoặc là VP Bank này, hay là có thể là Tivibank cũng vậy này. Đó, nó cũng có khả năng nó đi lên các anh chị nhé, nó có khả năng nó đi lên. Đấy, như Tivibank hôm nay cũng nó bắt đầu siết lại cái vùng đáy này, hôm nay là một cái phiên tuần này là một cái phiên khá là đẹp để mà có thể là mua vào đối với lại Tibank ở chạc tuần, để mà chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta đánh một cái nhịp ngắn lên đâu đó cái khoảng tầm là vùng 24 cho tới vùng 25. Đó, các anh chị chúng ta hãy lưu ý được Tibank, nếu mà các anh chị chúng ta gọi là bị ở trạng thái là châu chậm uống nước đục á, đó thì có thể là mua vào những cái mã cổ phiếu như Tibank này, nó có thể nó phục hồi lên được khoảng tầm vùng 25. Nhưng mà xui cái nếu như mà thị trường chúng ta chỉnh á, thì những mã cổ phiếu này nó có thể nó đi ngang thôi. Đó. Nó là như vậy các anh chị ha. Bởi vì nó tăng không đúng thời điểm, hoặc là những cái nhà đầu tư mà họ nghĩ rằng là nó chưa có tăng á, thì nó sẽ tăng ở những cái giai đoạn phía sau, thì họ lao vào họ mua. Chứ thực sự là nó không có mạnh đâu các